hồi xưa á, dạ, là đi học là học giỏi gì? Ôi em là chuyên toán lý đó. Không, nói chung là em học giỏi nhất trong lớp học giỏi. Em với Hiếu thứ nhất ai giỏi hơn? Thằng kia giỏi hơn. Giỏi hơn, nó mới thứ nhất anh. À, em bởi vậy giờ mới ở đây. Ê, chạy lên kìa. Mình là tinh hoa đó em. Mình mới chung lớp đó. Mình là tinh hoa hả? Ừ. Áo chữ gì? Áo chữ này. U, ngờ. Nhỏ không học lớn thành. Kiều Minh Tưởng. À, hai này chắc thẻ vàng không có phần đền đâu. Trời ơi. Trời ơi, dạ mang. Ba như vậy là bây giờ đã tìm anh đâu? Trần Minh Hiếu. Kìa câu giờ kìa em. Rồi. Ông Tài ơi. Thẻ đỏ luôn. Cái gì? Thôi. Cái dài. Mới rút ra. Thẻ đỏ tiếp. Thẻ đỏ tiếp. Lại là đổi màu cam. Bệnh nặng. Chóng gió rồi. Sốc nhiệt. Tôi lại lạnh lắm, ôm lại. Tay lên ngực, tay lên ngực. Gì vậy? Đen tóc model. Trời ơi. Cuộc đời ghét đá banh mà sao cứ vô mấy cái game này hoài thiệt á. Game này tôi xin tàn hình một thời gian nha. Màu thủy được không? Màu thủy gì đâu rồi? Cắt quết đồ văn nghệ rồi thì ok. Sở dĩ có cái trò chơi đá banh ngày hôm nay là bởi vì có nhiều bạn trong dàn cát bày tỏ rất nhiều lần em là dân đá banh mà sao cho em chơi hát chơi hò. Ai vậy? Ai vậy? Thì nói vậy đi. Ai? Không phải em đâu. Thì ra là cố. Không. Đó là anh Trường Giang. Không có, tôi không bao giờ đòi hỏi những cái môn mềm mệt này. Thôi, đúng không giấu nữa, đó là chú Sáu đó. Trời ơi, chú khớp háng mà chơi gì nữa. Đội chúng tôi thì cũng không giấu gì nhiều. Đây, lớp mẫu giáo là đá banh bị khớp háng tới bây giờ. Dạ. Còn đây là đội trưởng. Hả? Đội trưởng đội tuyển quận Phú Nhuận. Đây là bên đội phó đội của mấy bác cô lão tổ dân phố phường 7. Còn đây khỏi nói rồi. Còn bên đây là đá bóng với lá cầu nhảy về bắn bi trúng tìm. Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà không dám đâu là không dám đâu, từ nhỏ tới lớn rồi. Cho nên đúng rồi là hơi sậm thôi. Nhưng mà tôi kệ, tới đâu hay tới đó. Dạ. Tại vì tụi em có là giữ á. Các bạn đã có thỏa thuận đặt tên gì chưa ạ? Cần một cái tên cho mỗi đội đi ạ. Đội thiếu dữ. Đội tôi người ta xé gió. Ghê vậy, có ai chạy được đâu mày? Hả? Trời em có bán chạy đâu nổi đâu mà chạy. Ok, giờ xé gió. Đội đá gì đi? Đội đá thủ. Là thủ ơi, là thủ môn với lại đá banh đó. Đá thủ. Đá thủ là cái gì? Rồi. Nói ra người ta biết mày không biết. Đúng rồi. Đá số đi. Đá số. Còn đội tụi em mà đội đá ba cũng hỏng quân lâm. Quá. Đội tên dài vậy. Bây giờ hai đội chúng ta sẽ đến với một trận banh độc nhất vô nhị. Bởi vì đây không phải là một trận banh bình thường. Chúng ta sẽ có một cái trận banh lần đầu xuất hiện. Đó là trận banh siêu năng lực. Ghê vậy, đập nhã dữ vậy. I believe I can fly. Đúng rồi. I believe I can fly. Phi theo tụi đại, bạn thấy dạng phi sao kìa. Bạn thấy dạng. Phi theo. Phi theo gì? Tại sao cái đó không đá bằng giờ? Tôi tôn trọng môn bóng đá này, tôi đổi nó lên đầu. Wow, hợp lý, chấp nhận. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Hiểu lầm mà. Bây giờ tất cả sẽ có hình ảnh làm bằng chứng. Mời công nghệ và của hai ngày một đêm. Chậm nha. À, hai này chắc thẻ vàng không có phần đền đâu. Trời ơi, dạ mang. Ba như vậy là bây giờ cầu thủ Ngô Kiến Huy, Lê Thành Dương chơi rất xấu. Đã tìm anh đâu? Trần Minh Hiếu. Kìa câu giờ kìa em. Rồi. Ông Tài ơi. Thẻ đỏ luôn. Cái gì? Thôi. Cái dài. Mới rút ra. Thẻ đỏ tiếp. Lại là đổi màu cam. Bệnh nặng. Chóng gió rồi. Sốc nhiệt. Tôi lại lạnh lắm, ôm lại. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Rồi sao đi học mà mặc đồ đẹp quá vậy? À, hôm nay là tiết âm nhạc nên là. Ủa, âm nhạc mặc đồ vậy hả? Đúng rồi, em lên em trình diễn. Hoài mới về trường. Hôm nay mới chuyển trường mình vô ha. Còn cái bạn kia này nữa kìa. Ờ, mình là trường chuyên bạn ơi. Chuyện gì? Chuyên toán. Đâu? Lưu Bang. Chuyên toán hả? Toán Lưu Bang. Rồi chào mừng các bạn đến với thành phố Hải Phòng. Yeah!
Thành phố Hải Phòng của chúng ta thì có một cái danh xưng rất là nổi tiếng khác, đó là thành phố gì ạ? Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Wow. Thời điểm của chúng ta đang ghi hình đây thì là thời điểm mùa hè ha, cũng là thời điểm mà hoa phượng đỏ nở rộ. Tuy nhiên là do vấn đề thời tiết mưa nhiều cho nên là phượng nó có phần giảm đi. Những chiếc giỏ xe chờ đây hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Diễm gì? Sao vụ diễm? Không phải. Diễm nhanh quá. Thấy Diễm chạy sợ quá. Sợ Diễm lạ. Vậy là bây giờ tụi em đóng vai là học trò. Đóng vai gì? Mình là học trò thiệt mà. Nhưng mà đưa thầy giáo về thăm trường kìa. Đúng. Thầy ơi. Cậu ơi, bạn ấy bị lưu ban 4 năm rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. Rồi Nhân đang nói về tuổi học trò thì tôi muốn hỏi thăm các bạn một chút xíu ha. Hồi nhỏ là các bạn học giỏi nhất môn gì? Hoặc là các bạn thích học môn gì? Nghe tới khúc này rung quá. Khúc này phải nói thiệt nè. Rồi, để trả lời từ bên Hiếu nè. Hồi xưa dạ là đi học là học giỏi gì? Ôi em là chuyên toán lý đó. Không, nói chung là em học giỏi nhất trong lớp học giỏi. Em với Hiếu thứ nhất ai giỏi hơn? Thằng kia giỏi hơn. Giỏi hơn năm mươi thứ nhất anh à. Em bởi vậy giờ mới ở đây. Ê chữ lên kìa. Mình là tinh hoa đó em. Mình mới chung lớp đó. Mình là tinh hoa hả? Ừ. Áo chữ gì? Áo chữ này u ngủ. Nhỏ con học lớn thành Kiều Minh Tuấn. Vậy là lúc đó là em giỏi môn hóa luôn hả? Không, sao? Em không có, em chỉ là văn nghệ thôi. Văn nghệ trường là lúc nào em cũng gọi là cầm đầu hết. Sao? Tại sao là em có bằng khen? Wow, em rất là nhiều bằng khen ở đây. Ừ. Chống ngoài mắt hồ anh ơi, đừng có để đâu. Là bằng khen thiệt hả? Dạ đúng rồi, bằng khen thiệt. Bằng khen thiệt luôn á, trời. Sao vậy? Là cặp dê bạn bè thôi, em cặp dê rất là giỏi. Sao người ta mà không cho cặp dê thì sẽ sao? Thì là chữ chuyện, không có chữ đâm thọt thôi. Sao? Đúng rồi, nó xấu rồi nó đừng chơi tụi nó, đừng chơi tụi nó. Ê trời. Nắng quá, say thiệt rồi. Nắng quá em ơi. Thôi em dụ tôi quá. Cho thời gian gia đình thăm hỏi đi. Quy xem chạy qua chứ banh không vậy Quy? Em chạy trước chứ banh luôn á. Tốc độ em cao lắm. Em chạy 120-130 lận. Em thấy banh đâu? Nắng quá sảng bạ rồi. Mệt quá. Thấy game này mệt quá. Chơi không phải sở trường. Chơi game mệt quá. Bị cảm thấy bị tàn hình. Sao anh mệt quá em ơi. Anh Lâm qua đây anh Lâm. Đổi sân anh Lâm, anh Lâm. Hai khách mời nha. Có gì cứ cãi tới đi nha. Cãi là bóng đá chúng tôi không chơi vậy nha. Trời ơi dễ gì mà cãi được chị. Không bao giờ có vé đâu mà cãi lại tụi em chứ. Không có nói được từ nào đó mà nữa. Trời ơi, chị năn nỉ tụi em đừng có cắt khách mời. Chứ sao chị cắt em nãy giờ? Tại vì em nói nhiều quá. À, vậy đó hả? Ừ. Hồi nãy quá trời cái mặt chị rồi. Sao giờ mặt chị bị gì em ơi? Mặt bị gì? Cái mặt em vậy đó. Cơ mặt của Lâm mới vậy, cơ địa rồi. Cọc cơ địa. Anh em đồ như chuyện trước đi, chúng tôi 4 tiếng nữa diễn sau. Ôi, tôi được hạnh phúc. Còn cái này không? Có gì nói sản xuất đây, sản xuất có gì quốc này sắp xếp dùm tụi anh. Ok. Trời, cái quần này nó tù quá. Ấy hết rồi. Em mình có cộng dây thun không em? Cộng dây thun hay cộng dây gì cũng được. Không có cộng dây gì. Dây thần cũng được. Cái này được không anh? Được. Anh cảm ơn. Được không ạ? Cho anh thêm mấy cộng đi em. Cái đó chắc không ta? Không chắc được đâu. Không, được rồi, cho anh được. Ủa sao không tháo ra được ta? Rồi giờ anh nói vô làm sao? Rồi vậy thôi anh cảm ơn. Nó có đồ rồi. Anh cảm ơn nha. Không phải, anh bị rộng quần quá, quần anh bị rộng quá. Trời ơi, xuống tí lẹ dữ vậy? Dạ, nó tuột. Giỏi ha, mình kiếp nào mới xuống. Xuống không, em nãy cho. Làm sao? Ăn nhiều thịt cá. Ừ, chị cũng ăn đạm. Không được ăn dầu mỡ, không ăn cơm. Ừ, giờ chị ví dụ như là cách ngày thôi. Cách ngày ngày chị ăn không ăn cơm được không? Được, chị bình thường chị đâu có nhu cầu tinh bột á. Ừ. Mà ví dụ như có thèm tinh bột thì chị ăn cơm. À. Không có ăn hủ tiếu bánh canh gì hết. Ủa cái bánh canh chị tưởng nó mập hơn cơm đó. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Đây là thái tử. Hả? Tôi là công chúa. Ôi. Có gì mình nói ba mình liền. Sao nữa ta? Đây. Rồi qua em đây. Em đi đường nào với em? Em là học vẹt á, em không biết gì luôn á. Khoan. Hướng dẫn nhanh chứ. Nè, anh lấy hai cọng nè, lấy hai cọng. Anh đặt vô đây. Rồi anh lấy cái ngón này. Rồi. Anh móc đúng rồi, anh móc xuống. Rồi anh thả trên ra. Thả trên ra. Rồi anh móc qua ngược lại. Rồi đó là nó vậy đó, là làm liên tục luôn. Trời ơi. Không chơi cái trò gì mà giống như là cột bịch nước mắm hay là cái gì đó. Trời anh biết. Đi học mà bạn sao bạn ý kiến gãy game gãy game game chốn em kính chào cô hay hay hả hay hả hay chốn em kính chào cô lớp mình ồn được không?
không? Dạ. Lớp mình ổn được không? Ổn được chứ thầy. Ổn á, ổn á. À, ổn, ổn thầy. Rồi, chào cả lớp ha. Dạ. Yeah. Dạ thưa thầy, con xin đọc bài của mình. Mời em. Đề là hãy tả người bên phải của em. Tôi. Em định bắn bạn Lâm Mai rồi trúng bạn Thanh. Em không coi tôi ra gì à? Dạ, dạ, dạ. Cái lớp này cái chợ. Mời bạn Lâm tiếp tục. Thầy ơi, bạn này bị xào búi thần. Em tả ai mà em cứng vậy? Thì đó, bạn này rất là hướng với em. Nhà bắn nước hay sao mà mang mang như vậy? Thầy cho em đọc của thầy. Lớp em có rất nhiều hiếu. Ví dụ như Hồ Quang Hiếu, Lê Hiếu. Nhưng em vẫn thích anh Hiếu. Đó là anh Hiếu thiên hề. Có ai đâu cự. Em thích gậy em. Hiếu thích lại. Ấy là ai? À vậy em làm lộn lớp kế bên rồi. Ok. Vậy lớp em có rất là nhiều Hiếu. Hồ Quang Hiếu, Lê Hiếu, Hiếu. Đâu có chữ đó đâu bạn. Nhưng em thích nhất là Trần Minh Hiếu. À, Trần Minh Hiếu có cặp mắt tròn như bi ve. Bạn Hiếu, bạn Hiếu có khả năng sáng tác. Bạn sáng tác bài Ngủ Một Mình. Vì bạn ngủ bạn ngáy rất nhiều. Hả? Không cho ai ngủ cả. Và khi mà ngủ với bạn thì rất bị ồn, bị là bị thức nguyên đêm. Đó. Hết vậy? Chưa. Bạn Hiếu nhà ở Hóc Môn. Cho nên bữa nào em rảnh em xuống Hóc Môn tìm bạn Hiếu. À hay quá. Cả lớp vỗ tay cho một bài văn nhạc. Này, một điểm á, này cũng một điểm á. Sao vậy? Tả giống giống gì giống giống vậy trời. Trời ơi. Ghê. Để Diễm. Để Diễm. Để Diễm luôn. Trời ơi Diễm ơi. Diễm châu hút à. Diễm bị châu hút kìa anh. Ê đá gì mệt quá anh em ơi. Mệt quá. Mệt quá. Miếng hè chưa ra bung nữa. Mà miếng cậu rớt quá. Mệt nha. Diễm. Lớn lên Diễm không đi làm đá cầu. Diễm đi quay phim. Diễm. Hay quá. Hay quá. Trời hay quá. Quá nghệ. Hay quá. Bé Diễm sao chơi tay không vậy? À, Diễm ơi. Mình là bé Diễm nha. Đây là người yêu của mình. 2 3 2 1 Diễm. Rồi con dám lên cái bài nè. Dưới đi, dưới đi. Nói đi, thoại bình thường, thoại bình thường. Mặc niệm concert Anh Trai Say Hi thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9